tiến độ thi công mới cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng chiều dài 50 km, đi qua địa phận hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Tổng mức đầu tư dự án gần 7,3 nghìn tỷ đồng. Dự án được chia làm 4 gói thầu do Ban Quản lý Dự án 6 quản lý, được triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2021. Tại dịp kiểm tra vào ngày 1 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải phấn đấu khánh thành trước ngày 2 tháng 9 năm 2023. Theo Ban Quản lý Dự án 6, tính đến đầu tháng 6 năm 2023, các nhà thầu đã huy động trên công trường 8 trạm trộn bê tông nhựa, 12 trạm trộn bê tông gia cường và 285 thiết bị thi công chính, 122 lu, 85 xúc, 41 ủi, 19 san, 18 giải. Toàn tuyến đã thi công được 39,5 trên 50 km cấp phối đá răm loại 1, 32,1 trên 50 km cấp phối gia cố xi măng, 17,6 km bê tông nhựa rỗng lớp 1, 5,2 km bê tông nhựa chặt C19 lớp 2. Giá trị sản lượng thực hiện đạt 3.495 trên 4.395 tỷ đồng, đạt 79% giá trị hợp đồng. Đây là giai đoạn nước rút nên yêu cầu nhà thầu và tư vấn giám sát tăng ca, tăng kíp, thi công liên tục xuyên lễ, Tết để đảm bảo tiến độ dự án.